Dynamic Route. Hôm nay ta sẽ đi vào bài học Dynamic Route nằm trong chương 3 về các kỹ thuật hạ tầng mạng của môn mạng căn bản nha. Và mục tiêu của bài học là các bạn sẽ xác định được một số cách để phân loại các loại giao thức định tuyến, mô tả các cái số liệu, các đơn vị được sử dụng bởi các giao thức định tuyến động và thành thạo việc cấu hình cái định tuyến động cho một số cái giao thức. Chức năng của giao thức định tuyến động là tự động chia sẻ thông tin giữa các router. Điều này nó khác biệt so với định tuyến tĩnh mà hôm trước chúng ta đã học. Thứ hai là tự động cập nhật bản định tuyến khi có sự thay đổi về cấu trúc liên kết. Cấu trúc liên kết có nghĩa khi chúng ta thêm một router hoặc chúng ta xóa đi một router trên hệ thống network của mình thì nó sẽ tự động cập nhật. Hoặc chúng ta thêm một cái đường route vào đó, một cái đường định tuyến vào thì nó sẽ cập nhật lại hết tất cả các cho các router. Và nó xác định cái đường đi tốt nhất lên đích. Về mục đích là chúng ta dùng định tuyến động khi chúng ta muốn khám phá các mạng từ xa. Và thứ hai là các hệ thống mạng chúng ta nó phức tạp. Thiết lập các cái đường đi cố định nó phức tạp thì chúng ta sẽ dùng với giao thức định tuyến động. Và nó giúp duy trì cái bản cập nhật thông tin định tuyến cho toàn cái hệ thống của mình. Lựa chọn đường đi tốt nhất đến các trạm đích và khả năng tìm thấy một con đường tốt nhất nếu đường dẫn hiện tại không có sẵn. Điều này có nghĩa là ví dụ như chúng ta cấu hình cho cái hệ thống con router 1, nó có 2-3 đường qua router 2, thì ban đầu chúng ta cấu hình cho nó định tuyến cho nó động và nó chọn một con đường đó. Thì sau đó con đường này nó bị đứt thì nó có khả năng tìm ra một con đường khác, đúng không? Đường khác mới nếu con đường hiện tại không có sẵn đấy. Thì đây là một cái điểm hay mà định tuyến tĩnh không làm được. Nếu định tuyến tĩnh chúng ta cấu hình mà nếu con đường nó bị đứt thì coi như quá trình định tuyến nó sẽ bị đứt, nó không tự động chuyển qua con đường khác đấy. Cho nên cái việc làm định tuyến thì người ta thường sử dụng định tuyến động trong những cái sơ đồ phức tạp có nhiều đường đi để cho nó tự lựa chọn. Các thành phần của một giao thức định tuyến thì khi chúng ta xây dựng các giao thức định tuyến nó sẽ gồm có hai thành phần. Một là thuật toán, cái thuật toán mà giao thức định tuyến nó sử dụng để tạo điều kiện thông tin định tuyến và xác định được đường đi tốt nhất là thuật toán nào. Thì cái phần thuật toán này các bạn sẽ được học trong cái môn gọi là lý thuyết đồ thị. Toán đồ đạc và lý thuyết đồ thị là các thuật toán mà tìm đường đi tốt nhất cho cái cây các nốt đấy. Thì mỗi con router là một cái nốt trong cái cây sơ đồ mạng đấy. Rồi các thông điệp, tức là cái message để cập nhật thông tin định tuyến, rồi là các thông điệp mà các nước láng giềng nó phát hiện và trao đổi thông tin định tuyến. Tức là khi router 1 nó có sự thay đổi ra thì nó sẽ gửi các thông điệp đi và router 2 nó nhận biết được sự thay đổi đó và nó cập nhật lại bản định tuyến của nó cho nó phù hợp. Đấy. Hai cái thành phần cho một giao thức định tuyến, thứ nhất là dùng thuật toán nào và thứ hai là cái thông điệp nó là thông điệp gì. Về phân loại các giao thức định tuyến động thì chúng ta có hai loại. Một loại thứ nhất là trong hệ tự trị. Một loại thứ hai là liên kết giữa các hệ tự trị với nhau. Trong hệ tự trị thì nó được gọi là Interior Network Gateway Protocol, viết tắt là IGP, là các giao thức thuộc cái nhóm này gọi là nhóm tự trị. Đã. Thì hệ thống tự trị là gì? Là một hệ thống mà các nhóm router nó được sự kiểm soát của một cơ quan duy nhất rồi đó. Ví dụ sư phạm kỹ thuật chúng ta là một hệ thống tự trị. Các router trong sư phạm thuật là do chúng ta quản lý kiểm soát, gọi là hệ thống tự trị. Như vậy để làm định tuyến giữa các router trong hệ thống tự trị này thì chúng ta dùng cái nhóm gọi là Interior Gateway Protocols. Thì gồm có giao thức RIP, giao thức IGRP, EIGRP, OSPF, IIS, IIS. Còn để liên kết giữa các hệ thống tự trị với nhau, ví dụ đây có hai hệ thống tự trị 100 và hệ thống tự trị 200, đánh số là 100-200, thì để liên kết được hai hệ thống tự trị này thì người ta dùng cái giao thức
liên kết giữa các hệ thống tự trị là Eastero Gateway Protocol EGP. Thì chúng ta có giao thức phổ biến của nó là BGP. Đấy, để chúng ta hình dung được. Như vậy thì trong một doanh nghiệp chúng ta dùng giao thức định tuyến động thì chúng ta sử dụng các giao thức trong cái hệ tự trị. Còn nếu ta liên kết giữa hệ thống tự trị này với hệ thống tự trị khác, ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh ta liên kết với một chi nhánh ở Đà Nẵng, thì ở Đà Nẵng có một cái hệ thống tự trị riêng, thành phố Hồ Chí Minh có hệ thống tự trị riêng, thì chúng ta liên kết hai hệ thống đó lại, ta dùng cái giao thức là Ethereum Gateway Protocol. Hiểu ha? Như vậy thì trong cái phạm vi khóa học này chúng ta chỉ học các giao thức trong một hệ tự trị thôi, trong một hệ tự trị không, trong cái mạng LAN chúng ta, trong hệ tự trị. Đấy. Tiếp theo là sự phân lớp giao thức định tuyến, thì nó chia làm hai lớp. Thứ nhất là lớp Distance Vector, loại Distance Vector thì loại này có hai đặc điểm: một là xem tổng thể cấu trúc liên kết mạng, hai là định kỳ cập nhật, và khi nó cập nhật nó chỉ gửi cái router láng giềng kết nối trực tiếp với nó thôi. Đấy. Router 1 kết nối với router 2 thì router 1 nó sẽ gửi thông tin cập nhật đến router láng giềng là router 2, chứ nó không, ví dụ router thứ 2 nối router thứ 3 thì router 1 nó không gửi đến router thứ 3 mà nó chỉ gửi đến router thứ 2 thôi, đó gọi là Distance Vector. Còn Link Tab thì nhìn đầy đủ và cụ thể cấu trúc của hệ thống mạng và cập nhật không định kỳ, chỉ có sự thay đổi thì nó mới cập nhật, khi nào có sự thay đổi về thông tin định tuyến thì nó mới cập nhật. Đó. Như vậy thì các cái giao thức trong một hệ thống tự trị hay là một giao thức giữa các hệ thống tự trị với nhau, nó được phân ra thành hai lớp là Distance Vector và Link Tab. Rồi, nó có thể phân lớp theo gọi là LAT Full. Chức năng LAT Full là LATless. LAT Full là không gửi sức nét mắt trong các trong cái thông điệp về cập nhật định tuyến. Ta nhìn cái ví dụ ở đây, LAT Full, được chưa? Thì người ta sẽ thường dùng cho các cái không gửi sức nét mắt, cho nên các sức nét mắt này thường là giống nhau. Giống nhau. Như vậy nếu trong cái sơ đồ chúng ta chia các sức nét mắt này là giống nhau thì chúng ta có thể dùng các loại là LAT Full. Còn nếu LATless là có gửi sức nước mắt đi kèm, thì trong sơ đồ mạng chúng ta có sự khác nhau về sức nước mắt thì chúng ta có thể dùng bên LATless. Ví dụ giao thức này nó quy định là của LATless, giao thức này là LAT Full. Đấy, thì chúng ta sử dụng cho nó chuyên nghiệp, cho đúng. Nếu trong cái việc chia IP của chúng ta mà subnet của nó là giống nhau thì chúng ta sẽ sử dụng là LAT Full, bởi vì nó không gửi sức nước mắt đi. Đấy, còn nếu trong sơ đồ chúng ta có nhiều cái subnet khác nhau như hoặc 7-30 đấy, thì chúng ta sẽ dùng LATless để chúng ta cấu hình thì nó sẽ tốt hơn. Đấy. Về hội tụ, định nghĩa hội tụ là gì? Là khi bản định tuyến tất cả các router đang ở trong trạng thái nhất quán, có nghĩa là cập nhật được hết, thì cái khả năng hội tụ của từng giao thức định tuyến nó khác nhau. Ví dụ ở đây chúng ta có giao thức RIP và IGRP thì cái khả năng hội tụ nó chậm, cho nên thường hai giao thức này nó dùng trong cái mô hình sơ đồ các ít router để cái quá trình cập nhật nó được nhanh. Còn nếu nó nhiều router phức tạp thì nó không phù hợp, bởi vì cái khả năng độ hội tụ nó chậm. Đấy. Còn nếu chúng ta muốn dùng hội tụ nhanh thì chúng ta sẽ dùng IGRP, EIGRP và OFPF thì nó sẽ hội tụ rất nhanh. Thì cái giao thức này dùng trong cái môi trường nhiều router mà phức tạp, lớn nhiều router để chúng ta sử dụng. Về đơn vị metric, trong cái gọi là metric, cái đơn vị cho cái giao thức định tuyến là một giá trị mà được dùng bởi một giao thức định tuyến để xác định đường đi tốt nhất với các đường đi khác. Có nghĩa là có hai đường đi, có nghĩa là cái hai cái đường đi thì nó căn cứ vào cái metric này để nó xác định cái đường nào là tốt nhất, tốt hơn là nó đi. Thầy lấy ví dụ như đây, chúng ta đi từ NR3 đến NR1 đến cái đích là 3.0 nè, thì cái bản định tuyến nó ghi là net đích là 3.0 và hop là 2, có nghĩa là nó phải trải qua hai con router thì nó mới đến cái đích được là 3.0. còn ở router 2 thì cái đích đến là 1, 3.0 thì nó chỉ cần qua một router một thôi. Đấy. Như vậy thì ở đây ví dụ ta nối một cái sợi dây từ NR3 đến NR1 thì lúc này có hai con đường để đi, một là đi từ R3 đến R1, hai là R1 qua R2 và R3,
Thì khi chúng ta nối con đường này vô thì lúc này R3 nó sẽ lựa chọn con đường có số hốp ngắn nhất, có số hốp nhỏ nhất. Số hốp nhỏ nhất là nó đi. À, số hốp nhỏ nhất là nó đi. Được chưa? Tức là cái giao thức định tuyến đó nó dựa vào cái số hốp để nó xác định được cái đường đi tốt hơn so với những đường đi khác, và nó ưu tiên cái đường đó. Đấy. Đó gọi là matrix nha. Như vậy một số số liệu được sử dụng trong giao thức định tuyến IP đó là băng thông nè, bandwidth, chi phí nè, độ trễ nè, số hốp nè, tải nè, quá trình tải nè, và độ tin cậy. Đấy, và độ tin cậy. À, ví dụ như các bạn thấy ở đây, từ R1 mình nha, nó đi qua tới 1.0 này thì nó có hai đường, một là đường từ R1 lên cho R2, R1 qua R3 rồi tới R2. Thấy chưa? Như vậy thì nếu chúng ta xác định về cái dùng giao thức mà có số hốp thì nó sẽ đi R1 đến R2. Còn nếu chúng ta dùng về băng thông, chi phí đường truyền băng thông thì chúng ta thì nó sẽ đi từ R1 sang R3 và sang R2, bởi vì cái T1 cái T1 nó sẽ cao hơn cái 56 kg. 56 kg là cáp độc trục quay số điện thoại, còn kia là cáp quang. Đấy, thì nó sẽ chọn con đường tuy nó xa hơn nhưng tốc độ nó nhanh hơn, thì nó sẽ chọn con đường này, tại vì cái thông số của giao thức đó nó sẽ chọn cái đường này. À, ví dụ OFF thì nó sẽ chọn con đường theo bandwidth. T1 nó cao hơn 56 kg thì nó sẽ chọn con đường T1 này đi. Nó không đi con đường báo trực tiếp hay này. Đấy, thì là tùy theo từng cái giao thức định tuyến mà nó xác định được điều đó. Đây là một số cái trường matrix cho một số giao thức để chúng ta nắm. Thứ nhất là RIP thì dùng hop count, đi qua được bao nhiêu. Thì các bạn quan sát được trong cái bảng định tuyến. Ở đây thì đang dùng là RIP. R là RIP, được chưa? Thì chúng ta thấy là cái đích đến, đấy, cái đích đến là 8.0 thì nó phải qua hai hop. Như vậy cái con số ở trong này là con số hop mà các bạn theo dõi nè. 120-1, 120-1, 120-2. Như vậy số 2 là hop, còn 120 là gì đó ta biết sau nha. 120 là cái gì đó ta biết sau, còn cái số mà thầy bôi vàng hop là số 2 là hop. Số hop thì từ R2 mà tới đi đến 8.0 này thì nó phải trải qua hai hop, tức là hai router R3 và R4. Thì ở đây nó thể hiện là hai hop. Được chưa? Đấy. Thì nó lựa chọn cái số hai hop này qua. Đấy. R2 nó đi qua R1 rồi nó đi qua R3, R4 là ba cái đường, nó ba hop nó không đi. Nó chọn cái đường hai hop, đường thấp hơn nó đi. Ở đây, nha. Rồi giao thức IGRP hoặc EIGRP thì băng nó dựa vào băng thông. Sự là mặc định, nó dựa vào delay độ trễ và dựa vào cái loss và độ đáng tin cậy của đường truyền, đáng tin cậy của đường truyền. Còn ISDS và OFF thì nó dựa vào chi phí băng thông thực hiện, nó chọn con đường đi ngắn nhất. Về cân bằng tải, đây là một khả năng của router để phân phối cái gói dữ liệu giữa những con đường cùng một chi phí. Có nghĩa là khi các bạn thấy ở đây cái bảng rút ra thì thấy là có hai con đường để đi, nó đều là qua số hốp là 1, có nghĩa đích đến là 6.0. đây 6.0 nè, cái đích đến là 6.0 thì từ R2 nó có thể xuống R1 qua 6.0, hoặc từ R2 xuống R3 6.0, thì lúc này nó sẽ lấy ra cái giá trị cân bằng tải trong những cái đường mà có giá trị bằng nhau, có matrix bằng nhau. Matrix bằng nhau thì nó cân bằng tải, nó phân phát ra hai đường nó đi, nó phân phát hai đường đi. Để làm tăng tốc độ của cái gói dữ liệu đi lên. Đấy, thì lúc này nó gọi là chức năng cân bằng tải của router, cân bằng tải của router. Khi mà các con đường này nó cùng một chi phí, cùng một matrix thì nó sẽ thực hiện cân bằng tải. Còn nó khác matrix thì nó sẽ lựa cái matrix tốt nhất nó đi ha. Tiếp theo, một cái đơn vị tiếp theo gọi là administrative distance of router, tức là một cái khoảng độ ưu tiên, xác định độ ưu tiên của một tuyến đường đặc biệt. Có nghĩa là trong một cái sơ đồ chúng ta có nhiều giao thức định tuyến phối hợp với nhau thì nó sẽ xác định độ ưu tiên, đường nào ưu tiên trước, đường nào ưu tiên sau. Đấy, thì chúng ta học trong lập trình ta biết những cái phép toán nào được ưu tiên trước, phép toán nào được ưu tiên sau. Đấy, thì đây trong trong khi ta cấu hình về giao thức, khi có tồn tại hơn nhiều một giao thức
định tuyến thì chúng ta sẽ có sự độ ưu tiên, thì nó gọi là thông số AD, Administrative Distance. Thì ở đây chúng ta có giao thức GRIP là độ ưu tiên là 120, giao thức EIGRB thì độ ưu tiên là 90. Như vậy thì thằng 90 nó sẽ được ưu tiên trước thằng GRIP. À, ưu tiên trước thằng GRIP. Đấy, cái độ ưu tiên. Và một số cái độ thông số trong cái sơ đồ thì chúng ta khi ta rút sao bị rút ra thì chúng ta sẽ thấy, ví dụ đây là D, D là EIGRB, được chưa? Thì chúng ta có cái băng thông AD là 90, còn NR là 120, được chưa? Như vậy con số 120 là con số AD để xác định độ ưu tiên. Đấy, còn phía sau dấu sẹt là cái matrix, matrix của NR đây là 1, là một hớp, hai hớp, còn matrix ở đây là mười của D đây nó là băng thông, nó là băng thông, chi phí đường truyền, độ tin cậy vân vân. Đấy thì chỗ này là của thằng EIGRB. Đấy, đây là một số cái giao thức và cái độ ưu tiên của nó, AD của nó, chúng ta các bạn nhớ được chúng ta làm bài ha. Nếu chúng ta nói trực tiếp thì là không, độ ưu tiên là cao nhất, ta tít là độ ưu tiên tiếp theo, rồi là EIGRB summary route, tức là có cái quá trình tổng kết cái route đó thì nó đầu tiên là 5, external BNG là 20, internal EIGRB là 90. Đấy, đúng không? Chúng ta có những cái con số trong cái bảng này để khi chúng ta gặp cái tình huống sắp xếp đầu tiên chúng ta sẽ có. Và ví dụ chúng ta làm bài tập trắc nghiệm chúng ta có thường ra cái lựa con số này để chúng ta nhớ là lựa chọn cho đúng ha. Các đường trực tiếp thì AD bằng 0, các đường tỉnh thì AD bằng 1. Thì khi chúng ta IP root một ra, nếu nó là tỉnh, chúng ta sẽ thấy distance nó là 1. Distance nó là 1. Đấy nha. Ở đây, nó không, chúng ta sẽ có là static nè. Đấy nha. Đấy. AD nó bằng 1. Và matrix nó bằng 0. Không có giá trị ưu tiên, không có giá trị tính toán ha. Tại vì nó là mình thiết lập đường nào nó đi đường đó mà, đường cố định mà nha. Giờ chúng ta đi vào giao thức đầu tiên trong nhóm giao thức định tuyến động, đó là giao thức GRIP. Đây là một giao thức nó thuộc theo kiểu distance vector. Như vậy nãy chúng ta có distance vector là giao thức gì, nó là một giao thức mà xem tổng thể, được chưa? Rồi nó cập nhật định tuyến, có chu kỳ cập nhật định tuyến đấy. Và thứ hai, nó là giao thức định tuyến theo lớp, lát full, theo lớp lát full. Đấy chưa? Lát full có nghĩa là khi nó cập nhật định tuyến, nó không gửi cái sức nước mắt đi theo, gọi là lát full. Không gửi sức nước mắt đi theo. Nha. Cái matrix của nó là số hop. Và thời gian cập nhật mặc định là 30 giây. Thời gian cập nhật mặc định là 30 giây. Và số hop tối đa được chuyển gói tinh là 15 hop, tức là từ A cho đến B. Giữa nó cách chỉ tối đa là 15 hop đi qua, 15 router thôi ha. Và nếu chúng ta dùng RIP vượt sinh số 1 thì không hỗ trợ kỹ thuật VLSM mà chúng ta học ở chương trước, và không, cái mạng không liên tục. Đấy, không liên tục. Như vậy thì vượt sinh 1 chúng ta sẽ không dùng đến, và chúng ta sẽ thay bằng vượt sinh số 2. Vượt sinh số 2 ha. Thì nó sẽ hỗ trợ VLSM và cái mạng liên tục cho chúng ta. Đấy, thì RIP 2 nó sẽ bổ sung cái nhược điểm của RIP 1. Về các lệnh cấu hình, chúng ta có ở chế độ config và chúng ta gõ chữ router RIP. Router là từ khóa, còn RIP là giao thức định tuyến động mà mình cần cấu hình. Sau đó mình định nghĩa nó đi vào chế độ router và chúng ta định nghĩa các network. Network là từ khóa, còn network number là các network kết nối trực tiếp với router đó. Như vậy con router đó có bao nhiêu cái interface đang có cái network nào thì chúng ta sẽ gõ bấy nhiêu cái network này nha. Rồi một số cái lệnh tiếp theo là vượt sinh 2, tức là chúng ta sử dụng vượt sinh 2, nếu không có lệnh này thì chúng ta sử dụng vượt sinh 1. Đã, lưu ý các bạn mà thì phải gõ thêm cái lệnh vượt sinh 2 vô. No auto summary, tức là không tự động cập nhật bản định tuyến nha. Rồi network và passive interface và tên cổng interface đó, có nghĩa là cái cổng này sẽ là cổng thụ động và không được gửi
cái bản cập nhật định tuyến. Như vậy trong các cái cổng của router kết nối, cổng nào mà chúng ta không muốn nó cập gửi cái bản cập nhật định tuyến thì chúng ta có cái dòng lệnh Bashir Interface và tên cổng đó. Nha. Còn các lệnh nâng cao, đã, các lệnh nâng cao tức là ví dụ ở đây chúng ta trong sơ đồ chúng ta có một cái giao thức EIGRP và chúng ta có một giao thức của RIP, thì ở góc độ của RIP chúng ta muốn phối hợp với EIGRP thì chúng ta gọi là lệnh vô redistribute EIGRP, cái số mà chúng ta cấu hình trong EIGRP là số bao nhiêu, đơn vị là bao nhiêu, và chúng ta sẽ quảng bá được cái EIGRP vào RIP để cho nó biết, RIP nó biết thằng EIGRP. Còn nếu chúng ta làm với OFF thì chúng ta sẽ gọi redistribute OFF để nó quảng bá OFF vào trong RIP. Còn nếu ta dùng static thì ta có là redistribute static. Nếu ta dùng default root thì chúng ta sẽ có default root nha. Đây là cái phần nâng cao để các bạn làm bài tập tham khảo bài tập nha. Rồi vừa xác thực trong RIP 2 thì ở đây do chúng ta làm trên mô phỏng thì nó chức năng này nó không hỗ trợ trên backup tracer ha. Thì chúng ta chỉ biết là chúng ta sau này chúng ta có điều kiện chúng ta làm trên thiết bị thực á, thì chúng ta gõ các lệnh này vô thì chúng ta sẽ cho phép mã hóa cái việc trao đổi các bản định tuyến, thông tin định tuyến. À, thì bên này có password, bên kia có password được mã hóa với nhau, và khi nó gửi thông tin định tuyến thì nó gửi password để nó so sánh, nếu trùng khớp thì nó cho trao đổi thông tin, còn không trùng khớp thì thôi để dùng tăng cường cái bảo mật trong quá trình chúng ta trao đổi thông tin định tuyến ha. Xem lại cấu hình RIP thì trong một số cái lệnh chúng ta xem cấu hình show IP protocol, rồi debug IP RIP, rồi show IP root và show IP RIP database, đó là những cái lệnh chúng ta xem lại khi chúng ta cấu hình RIP xong. Đấy. Vậy cấu hình xong chúng ta xem lại, cấu hình xong ta xem lại để chúng ta kiểm tra có sự sai sót gì không. Được chưa? Rồi, như vậy thì thầy sẽ dừng lại đó, là thầy sẽ demo cái phần RIP cho các bạn. Đây ha. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có ba con router và được nối theo với các cái network. Router 1 nối với router 2 qua network 192.168.1.0. Router 2 nối với router 3 sau network 192.168.2.0. Router 3 nối với router 1 thông qua network 192.168.3.0. Đấy. Thì bây giờ làm cấu hình định tuyến động tại từng con router này. Như vậy thì mỗi con router nó có những interface kết nối. Được chưa? Đấy, interface kết nối. Thì chúng ta sẽ định nghĩa các cái network cho nó. Nha, bây giờ chúng ta nhấp chuột vào con router 1 và chúng ta tiến hành cấu hình. Ta kiểm tra show run. Thầy viết tắt ha, show run, sh run, tức là show running config. Cái từ này viết tắt bởi từ show running config. Thì chúng ta sẽ xem thử cấu hình của mình. Thì ở đây thầy đã cấu hình cơ bản rồi. Được chưa? Đây là cái lớp hôm thứ 6 ta cấu hình cơ bản rồi nè. Đấy, rồi cấu hình IP rồi nè. Được không? Ta đặt IP các interface nè. Đấy. Interface nè. Thì theo cái sơ đồ các bạn nhìn thấy. Được chưa? Thì cái interface thứ nhất là .254 nè, 172.16.1.24 nè. Interface thứ hai là SE0.0.1 nè. 0.0.1 là 192.168.1.1 nè. Rồi 0.0.0 là 192.168.3.2 nè. .3.2 đúng không? Thì thay đổi cái này là .3.2 để lên đây. Để cho nó đúng với cái sơ đồ của mình ha. Đấy. .3.2. Rồi ok. Rồi. Trong này thầy đang dùng tới RIP vượt sinh 2 luôn. Đấy, RIP vượt sinh 2. Đấy. Như vậy thì nó đã có giao thức RIP rồi. Bây giờ thầy sẽ bỏ RIP thầy làm lại nha. Thì chúng ta vô chế độ config. Config T tức là config terminal nha, config terminal. Và chúng ta sẽ gõ no router RIP. Đấy. Thì với cái lệnh này các bạn sẽ bỏ cái cấu hình định tuyến động cho RIP, tức là bỏ hoàn toàn cái giao thức RIP trên con router này. Nó sẽ xóa sạch cái router RIP. Được chưa?
Còn nếu chúng ta muốn xóa một thành phần trong router rip thì chúng ta phải truy cập vào router rip trước ta xóa. Đó, ta sẽ làm ví dụ sau. Đấy. Và lúc này thầy đã xóa xong, thầy xem lại ở chế độ này là do so run. Đấy ra, do so run thì thầy sẽ coi lại là nó không còn cái nó không còn cái router rip nằm ở đây nữa. Đấy, là con này chúng ta đã cấu hình xong cái xóa bỏ cái router rip cũ đi, giờ thầy cấu hình lại ha. Router. Đấy. Muốn cấu hình rip thì ở chế độ config ta gọi router rip thì nó sẽ gọi ra chế độ router. Được nha. Và chúng ta sẽ gọi cái vật sinh số 2, nó gọi vật sinh số 2 ra xài. Là lệnh thứ hai. Lệnh thứ ba là chúng ta có network. Network. Đấy, tức là chúng ta sẽ định nghĩa bao nhiêu cái interface đang kết nối với nó và những interface đó có những network nào chúng ta định nghĩa. Như vậy interface thứ nhất là 172.16.0.1 đi qua con F3 này thì chúng ta gọi là 172.16.1.0, một cái network. Network thứ hai là 192.168.1.0 là nối với router số 2. Được chưa? Network thứ ba 192.168.3.0. Đấy là ba cái network đang nối trực tiếp trên con router số 1. Được chưa? Đấy. Không quan tâm đến những con router khác. Ví dụ con router số 3 nó có cái network là 172.16.3.0, đúng không? Con router 2 nó có 16.20, ta không quan tâm. Chúng ta chỉ quan tâm những cái network nào mà đang nối với nó thôi. Nối với nó là có ba cái network đang nối với nó. Đấy. Rồi chúng ta bật chế độ no auto summary. Để cho nó không có tự động cập nhật. Rồi chúng ta có lệnh basil interface và chúng ta có FA0-0, tức là cái cổng mà nó nối xuống cái switch và nối xuống PC này là cổng chúng ta không có đi qua router nào nữa, cho nên cái cổng này sẽ ngăn cái việc gửi cái bản cập nhật định tuyến xuống cái cổng này. Nó chỉ gửi bản cập nhật định tuyến qua hai cổng mà nối với hai router kia thôi. Đấy, để làm hạn chế quá trình gửi bản định tuyến ra nhiều nơi nha. Thì ta gõ cái basil interface cho nó. Rồi exit. Đấy. Là chúng ta cấu hình xong router rip cho một con router. Đơn giản, hết sức đơn giản, được chưa? Bây giờ chúng ta xem lại cấu hình do so run. Đấy, thì lúc này các bạn sẽ thấy là nó đã được ghi vào trong bảng đây rồi. Được chưa? Là bảng này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ do write, đúng không? Ở chế độ này là do write, ta lưu lại. Ta lưu lại để chúng ta không bị mất dữ liệu. Đấy, lưu lại. Quá trình lưu lại là nó đưa từ RAM sang NVRAM. Được chưa? Rồi, làm tương tự cho con router 2. Được chưa? Chúng ta cũng vô ta kiểm tra con router này đã cấu hình gì rồi. Solen, được chưa? Đấy, thì chúng ta kiểm tra lại cái địa chỉ 7.2.254 là cái này, interface này, được chưa? Rồi thứ hai là 0.1.0 là 1.2, đúng rồi, đúng không? Nói qua 1.1 bên này là đúng rồi. Rồi là 0.1.1 nối xuống 2.2, đây là đúng rồi. Ok, vậy địa chỉ IP đúng. Sau đó ta sẽ có cái này nó rip, chúng ta đã có rip luôn rồi. Được chưa? Bây giờ chúng ta vô ta bỏ nó đi và chúng ta cấu hình lại. Đấy. Config terminal và chúng ta no router rip thì nó sẽ bỏ hết. Sau đó chúng ta gõ lại router rip để chúng ta cấu hình lại. Vật sinh số 2. Và chúng ta có network. Network thứ nhất là 192.168.1.0. Được chưa? Network thứ hai
92.168.3.0. Đấy, chúng ta thấy chúng ta gõ sai. Đó. Network 3.0 là network nào? Bên này mà router 2 chúng ta làm đây nó phải đúng là 2.0. Đấy, nếu trường hợp các bạn thấy chúng ta gõ sai cái này thì các bạn lập tức ha, no network 192.168.3.0 để ta bỏ cái network đó đi. À, ta bỏ network đi. Đấy. Ta bỏ network đi. Còn hồi nãy chúng ta bỏ no router rip thì ta bỏ hết tất cả. Còn bây giờ chúng ta thấy sai một chỗ thôi là sai. Thầy gõ có thầy gõ sai là network là 192.168.3.0 là network không có kết nối trực tiếp với con router 2. Cho nên nó sai thì sai thì thầy sử dụng no thì gõ thì bỏ đi. Được chưa? Sau đó thầy gõ lại cái network đúng, network đúng. 192.168.2.0 là network đúng. Được chưa? Network thứ ba là network 172.16.2.0. Đấy là network đúng. Rồi no auto summary. Được chưa? Rồi bắt siêu. Vậy con này có bắt siêu không? Có bắt siêu thì chúng ta sẽ gõ bắt siêu interface FA0-0 cũng là qua cái cổng này. Đấy, cái cổng này nó sẽ là cổng không có nối với router. Thì chúng ta khóa cổng này lại không cho nó gửi thông tin định tuyến. Đấy, xong rồi exit là ta thoát khỏi chế độ router và chúng ta do right. Được chưa? Đấy. Thì các bạn làm tương tự cho thầy cái router số 3 cũng vậy. Router số 3 cũng vậy. Kiểm tra cấu hình router số 3 này các bạn có những cái gì, thông tin IP mình đặt đúng hay chưa? Đặt đúng IP xong chưa? Cấu hình cơ bản á, mình đặt đúng thông tin rồi chưa? Sau đó mình vô cấu hình router rip mình gõ vô. Đấy. Như vậy sau khi chúng ta cấu hình xong thì bây giờ chúng ta sẽ đặt các PC. Đúng không? Ta đặt các PC, ta mở PC lên và chúng ta sẽ đặt IP cho PC. Đấy. Thì lúc này chúng ta sẽ có địa chỉ, ví dụ ở đây là địa chỉ IP PC này là 172.16.1.1. Xin nó mắc, đúng rồi. Và chúng ta có default gateway nhớ ha. Bởi vì lúc này chúng ta có nhiều network khác nhau mà làm việc với nhau thì phải có default gateway. Như vậy default gateway cái này chính là cái cổng đi vào của cái network này. Đấy. Muốn PC này muốn đi ra ngoài thì phải xin phép cái cổng FA0-0 này, tức là có địa chỉ là 172.16.1.24, cho nên cái địa chỉ đó sẽ trở thành là default gateway. Nha, default gateway. Đấy. Rồi. Ta kiểm tra cái con bên này. Và chúng ta sẽ có 2.1 và 2.254. Đây 2.254 lên đây. Đấy là đúng, ok. Vậy thì chúng ta thử pin từ ta pin 172.16.1.1. Thì quá trình một xíu, nó chờ một xíu để nó đồng bộ ha, nó hội tụ. Nó hội tụ. Đấy các bạn thấy nó đã hội tụ xong thì nó sẽ thành công. Đã bây giờ hội tụ xong thì nó sẽ nhanh hơn. Tức là quá trình sau khi chúng ta cấu hình xong thì rip nó sẽ hội tụ. Bởi vì bản chất của rip là hội tụ chậm, cho nên chúng ta phải chờ xíu cho nó hội tụ. Cho nên lần đầu tiên nó sẽ là request timeout ha, sau đó nó sẽ reply. Chúng ta pin lại thì nó ok, nó đã hội tụ xong, tức là trao đổi xong thông tin. Đã. Và chúng ta làm cái chiều ngược lại, chúng ta từ cái 1 này chúng ta pin tới cái đó, coi thử cái chiều đó nó được ok chưa. 172.16.2.1 ok ha. Đấy. Rồi giờ chúng ta kiểm tra cái IP root. Chúng ta kiểm tra thử là cái bảng định tuyến nó ghi cái gì. Do show IP root. Thì lúc này các bạn sẽ thấy được là có NR. Được chưa? Nó thông qua, nó được root thông qua cổng này. Đấy, tới 3.0 tới 2.0. Được chưa? Tới 2.0. Đấy, thì nó sẽ rút qua cái cổng đó. Đấy. 3.0, 2.0. Vậy thằng này nó đâu có nối tới 3.0 với 2.0 đâu. Đúng không? Đâu có nối trực tiếp đến 3.0, 2.0 mà nó nhờ cái quá trình rút mà nó cập nhật thông tin cái network nó vô trong cái bảng định tuyến để nó biết nó chuyển đi. Đấy.
Được chưa các em? Rồi chúng ta hãy sẽ dừng lại một xíu để các bạn cấu hình thử và chạy thử ha. Qua giao thức thứ hai, đó là giao thức AIGRB. Rồi, cái giao thức này chúng ta sẽ có câu lệnh là router rip router nè, router sau đó là chúng ta rip, người ta sửa thành là EIGRB, sau đó cách trống ra một con số. Con số này là một số hệ thống tự trị mà mình tự đánh giá, ví dụ trong cái sơ đồ mạng lớn của mình có mình đánh dấu bao nhiêu cái hệ thống tự trị thì mình sẽ xác định từng hệ số tự trị xong mình đánh giá. Thì ở đây chúng ta làm trong một sơ đồ có 3 router thì chúng ta sẽ đánh giá nó, đánh nó là một con số tự trị. Thì con số này đi từ 1 đến 65.000 ha. Đó. Thì tất cả router hoạt động trong cùng một hệ thống tự trị sẽ có chung một cái hệ thống, có chung con số này. Như vậy cái sơ đồ chúng ta đang làm là 3 con router thì ta định nghĩa nguyên đó là một hệ thống tự trị, thì chúng ta đánh một con số duy nhất. Đó. Rồi. Lệnh thứ hai là no, cũng no auto summary. Tại vì con EIGRB này nó giống như RIP là nó gì, nó không có quảng bá cái sức nước mắt, nó cũng là lag full và distance vector nha. Thì network đã địa chỉ mạng passive đã, cũng rất dễ. Ở phần nâng cao cũng tương tự, nếu chúng ta quảng bá RIP vào EIGRB thì chúng ta tại cái con cấu hình EIGRB này chúng ta sẽ gõ redistribute RIP, metric của nó là 10.000, được chưa? Các thông số của cái đơn vị đo của đơn vị mà EIGRB đấy. Rồi redistribute OFDF cũng vậy, quảng báo quảng bá cái OFDF vào trong cái EIGRB, rồi static root đúng không? Đấy. Tạo chứng thực cho EIGRB. Thì thầy cũng đỡ ở đây để các bạn nào làm trên thiết bị thật thì chúng ta dùng để áp dụng ha. Cũng không có phức tạp cho cái việc này. Lệnh xem cấu hình. Lệnh xem cấu hình. Một số cái lệnh dùng để ta xem cấu hình sau khi chúng ta cấu hình EIGRB. Nó nhiều hơn, nó nhiều hơn cái thằng RIP nhiều. Thì đây là một giao thức độc quyền của Cisco. Độc quyền của Cisco tức là những cái thiết bị của Cisco, router Cisco, switch Cisco thì chúng ta mới dùng cái giao thức này. Còn lại những router của các hãng khác thì chúng ta không dùng giao thức này ha. Rồi giao thức tiếp theo là OFDF. OFDF thì lúc này chúng ta sẽ có router OFDF và một con số reset ID. Cái giá trị reset ID nằm trong khoảng từ 1 đến 65.000 là tiến trình trong OFDF. Chúng ta có thể định nghĩa một cái tiến trình nào đó cho cái cấu hình OFDF. Ví dụ trong một cái mô hình nó giống như cái số AES nãy của EIGRB. Và một điểm đặc biệt của thằng này thì nó hoạt động theo Lintas và Lastless. Cho nên nó sẽ gửi cái bản sức nước mắt này theo cái việc cấu hình địa chỉ IP của mình, cái cấu hình định tuyến cho cái con router đó. Cho nên lúc này nó sẽ có cái cú pháp hơi khác nè. Network là từ khóa địa chỉ mạng mà kết nối trực tiếp với nó. Wildcard mask là cái số bit mà nó sẽ so sánh. Thì lúc này ta sẽ lấy công thức là 255.255.255 trừ cho cái sức nước mắt của cái network đó thì chúng ta ra. Ví dụ cái sức nước mắt của network hiện tại chúng ta là sẽ 24 thì chúng ta có 25.25.25.0 thì sau khi ta trừ ra thì chúng ta sẽ có wildcard mask là 0.0.0.255. Đó.
và nó thuộc về cái network này, nó thuộc về cái khu vực nào. Thì trong cái sơ đồ chúng ta có định nghĩa nhiều cái khu vực, thành ra định nghĩa nhiều cái khu vực, thì những cái network nào thuộc về khu vực nào thì chúng ta sẽ có area khu vực đó. Thì cái area khu vực này nó cũng đánh từ 1 đến 65 ngàn. Thì ở đây chúng ta để làm cho đơn giản thì cái area này nó là chung một khu vực cho tất cả router chúng ta đang làm. Cũng có cổng passive interface, passive interface giống vậy. Đấy. Rồi cũng có phần nâng cao distribute quảng bá RIP và OFDF. Rồi distribute EIGB quảng bá EIGB vào. Đấy nha. Đây là một số cái cấu hình màu đỏ là một số cấu hình nâng cao giống như hai giao thức kia. Thì cái phần này các bạn có thể vào Google bạn search cái phần là redistribute giữa RIP OFDF, redistribute với RIP với EIGRP, rồi redistribute OFDF với EIGRP, thì các bạn sẽ có được các bài lab ta thực hành ha. Đây là cách tính view cách mắt. Ví dụ chúng ta có cái sức nước mắt là 30 thì chúng ta trừ ra chúng ta có là view nước mắt là 0.0.0.3. À. Có thể kiểm tra tất cả các địa chỉ network của interface với view cách mắt toàn là 0. Kiểm tra. À. Thì lúc này chúng ta sẽ viết cái này. Router sẽ kiểm tra mọi interface có IP chính xác là 192.168.1.1 sẽ hoạt động trong cái vùng area 0. Đấy, nó kiểm tra hết tất cả. Còn nếu khi ta ghi này thì nó kiểm tra tất cả mọi địa chỉ IP trên interface đó đều được kiểm tra, đều được quảng bá. Cấu hình một số thông số nâng cao thì phần này khi nào các bạn vào học mạng nâng cao thì chúng ta sẽ nói sâu về cái hai thông số là DNR và BDNR ha. Đã, chứng thực các bạn, chứng thực thì chúng ta có trên thiết bị thực, chúng ta sử dụng chứng thực cho nó với những các lệnh sau đây. Xem lại cấu hình chứng thực như vậy, ở mức độ cơ bản chúng ta sẽ cấu hình cho nó chạy những thông số default quyết định ha. Chúng ta không làm rối đi cái tình hình là chúng ta đi sâu vào nó. Thì khi nào các bạn vào cái ngành an ninh mạng, mạng an ninh mạng, tức là vào chuyên ngành đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu mẫu xẻ các cái thông số của các giao thức này, và chúng ta thay đổi cái thông số đó thì nó sẽ hoạt động ra sao, đúng không nha. Đó là cái phần về dynamic. Thì bây giờ thầy sẽ cấu hình mẫu cho chúng ta cái phần dynamic này cho cái phần OFDF và EIGRP, cũng rất là đơn giản ha. Các bạn sẽ lưu vấn đề lưu vết lại thì các bạn có thể lưu cái file này, tức là sau khi chúng ta lưu xong, ví dụ thầy lưu là rip rồi đúng không, thầy lưu một cái cho nó lưu cái file này, sau đó thầy cls và thầy đặt EIGRP đấy, rồi sau đó thì sell đấy, sell thì lúc đó cái sơ đồ này nó sẽ được tạo thành một sơ đồ mới, được chưa? Và những cấu hình cơ bản vẫn giữ nguyên và cấu hình root cũ vẫn còn. Bây giờ chúng ta bỏ cái RIP đi, rồi chúng ta sẽ sửa lại là EIGRP. Thì chúng ta vào router số 1 và chúng ta vào cấu hình router số 1. Config T và chúng ta sẽ nô router RIP mà nãy chúng ta nãy thầy cấu hình đi. Đấy. Bỏ hết đi, đúng không? Sau đó bây giờ chúng ta sẽ là router EIGRP, đúng không? Và chúng ta bây giờ đặt cái số IS là 1 đi. Đấy. Sau đó chúng ta có network. Đó. Thì tương tự như RIP thì chúng ta có network bao nhiêu đó là 192.168.1.0 là network thứ nhất. Network thứ hai là .3.0. Network thứ ba là 172.16.1.0. Được chưa? Cũng no auto summary. Và cũng passive interface. Được chưa? FA
không sẽ không. Đấy, exit. Đấy, đó là cấu hình EIGRB cho cái Dual, cho cái router 1. Cho đó qua router 2 làm tương tự ha. Làm tương tự. Control Shift 6 thì nó bị cái lỗi đó. Enable Config the Config Terminal và chúng ta No Router Rip, bỏ Router Rip đi và chúng ta sẽ có Router EIGRB và cũng là số 1 nha. Network con số 2 thì chúng ta sẽ có 192.168.1.0 nối với router số 1, rồi 2.0 nối với router số 2, số 3 và chúng ta có 172.16.2.0 nối với cái mạng LAN. Chúng ta có no auto summary ra và chúng ta có bus seal interface FA0-0 exit port và chúng ta xong do write, lưu lại xong con router thứ hai. Và chúng ta qua router thứ ba. No router rip. Router EIGRB, EIGRB 1 nha. Nhớ là cả ba router này cùng có số ID AS là 1 ha. AS là 1. Và network 192.168.3.0 là nối router số 1. Network thứ hai là 2.0 nối router số 2. Và network thứ ba là 172.16.3.0 báo lỗi. Đấy. No auto summary sai. Rồi bus seal interface FA0-0 exit do right. Đấy. Sau đó chúng ta IP show IP root, do show IP root ta coi cấu hình. À thì lúc này các bạn thấy nó có chữ D. À nó có chữ D. D là dynamic. Rồi, đây D trên này nó ghi là EIGRB ha. Tương ứng với EIGRB. Đấy, còn đổi ta cấu hình OFF thì nó sẽ có OFF chữ O. Thì lúc này ta sẽ có là đấy. Bây giờ 90 là AD là 90 và thông số matrix của nó. Rồi giờ ta đứng ta test thôi, ta test từ vị trí 1 tương tự ta sẽ test xem thử là nó có đi không. Đấy, nó vẫn đi bình thường đó nha, là cấu hình xong thì nó sẽ đi. Đứng bên này ta pin lại 1.1. Ok. Đứng này ta pin 3.1. 3.1 là pin xuống đây. Coi thử quá trình nó đi như thế nào. Đấy, nó hồi tụ xong. Nha, là nó đi. Ngon luôn. Rồi. Đó là EIGRB. Thấy chưa? Đấy, mức cơ bản là chúng ta toàn bộ router trong con sơ đồ mạng này đều là dùng một giao thức định tuyến hết. Ha. Bây giờ chúng ta làm cho định tuyến OFF cũng tương tự. Chúng ta seal này lại trước. Sau đó chúng ta seal S. Được chưa? Và chúng ta đặt OFF. Đấy, OFF.
màu đây. Đấy. Và chúng ta sell. Yes. Nha. Thì bắt đầu chúng ta vô, chúng ta bỏ bỏ cái router, bỏ cái định tuyến eRGB đi, thì chúng ta sẽ là no router. Được chưa? eRGB và số 1, hồi nãy chúng ta làm số 1 thì nó, chúng ta sẽ nhớ là gọi số 1 ta bỏ đi, là nó sẽ bỏ hết toàn bộ cái định tuyến eRGB nha. Giờ chúng ta gọi là router OSPF. Đó, ví dụ như là 100. Được chưa? Số này gõ 100. Thì các con bên kia chúng ta cũng sẽ gõ 100. Và chúng ta quy định tất cả các interface này, tất cả các interface trong này là thuộc vào một khu vực một thôi, một khu vực duy nhất. À, một khu vực gọi là area, ví dụ khu vực đầu tiên là area 0 đi, khu vực area 0 ha. À, đấy, cái số của nó sẽ đánh từ 0. Thì lúc này chúng ta sẽ có network. Nha. 192.168.1.0 là cái network mà chúng ta đang nói với router 2 và VLCAP MAX. Nhưng mà sạc 24 thì nó 0.0.0.255. Và chúng ta lấy 255.255.255 trừ cho cái số nước mắt mà ta đang có thì chúng ta sẽ ra được cái VLCAP MAX. Nha. Và nó thuộc về area. Nha. Định nghĩa tất cả cái này là area 0 thì chúng ta sẽ gọi là area 0. Đấy. Rồi network tương tự như vậy, network thứ hai là .3.0 thì cũng thuộc area 0 luôn. Đúng không? Đấy, rồi là 172.16.1.0 thì nó cũng thuộc area 0 luôn. Đấy, ta định nghĩa hết nó là thuộc area 0. Được chưa? Rồi chúng ta có passive interface FA0-0 exit. Đấy. Và chúng ta cấu hình xong một con router số 1 đun rai. Đấy à. Con số 2 làm tương tự. Chúng ta no router eIGRB 1, ta bỏ cái cũ đi. Và chúng ta gõ router OSPF nha. Network 192.168.1.0 là nối với router 1 nha. 0.0.0.0255 0.0.0.255 là VLCAP MAX và nó thuộc về cái vùng số 0. Network thứ hai nha, network thứ hai là 2.0 thì nó cũng là area 0. Số 3 là chúng ta sẽ có 172.16.2.0 là cái thằng bên này 1.0, 2.0 và bên này là 172.16.2.0. Đấy, passive interface FA0-0 à, exit. À, viết sai, exit, do right. Đấy, thì chúng ta xong con router số 2. Được chưa? Các em làm tương tự cho con router thứ 3. Router thứ 3. No router eIGRB 1. Rồi router OSPF 100. Network 192.168.3.0 0.0.0.255 và thuộc area. Hồi nãy chúng ta có cái network kia là thuộc area 0 thì chúng ta cũng sẽ là area 0 ha. Area 0. Rồi 2.0. 2.0 thì chúng ta cũng thuộc về area 0. Rồi chúng ta có 3.1.2. Đấy, quá trình nó hồi tụ các bạn. 172.16.3.0. Được chưa? Đấy. Rồi passive
interface FA0-0 exit do write lưu lại. À, chúng ta xong cấu hình OFPF cấp độ đơn giản cho tất cả các router nha, cho tất cả các router trên sơ đồ của mình. Đã, chung một khu vực area, chung một khu vực area. Đã. Ở đây chúng ta có thể định nghĩa ví dụ con router 1 là khu vực thứ nhất, con router 2 3 là khu vực thứ ba, con này router khu vực thứ ba 1 2 3 thì lúc đó chúng ta sẽ định nghĩa lại ha. Rồi. Đã, giờ chúng ta test. Đấy, các bạn thấy là nó chạy bình thường ha. À, nó chạy bình thường và chúng ta vào chúng ta do show IP root để chúng ta đọc thông số. À, thì lúc này các bạn thấy là cấu hình là O, chữ O là OFF và AD của nó là được chưa? AD của nó là 101 và matrix của nó là từ nó tính 65128 từ nó tính ha. Thì bài này cái bài giảng về Dynamic Route thầy đã vừa trình bày xong. Thầy đang xài cái bảng bảy chấm ba chấm không chấm không tám ba tám. Đấy, các bạn phải cài cái bảng thấp hơn của thầy hoặc bằng của thầy để khi thầy mở cái file ra thì các thầy có thể đọc được. Còn nếu các bạn cài cái bảng cao hơn của thầy thì thầy xin bó tay, khi các bạn đọc cái file cho thầy thì sẽ không đọc được ha. Nên các bạn đào coi lại kiểm tra cái bảng, bảng hiện tại thầy đang cài là 7.3.0.0838. Rồi, câu hỏi tiếp theo là gì đây? Mình không cần đặt password cho router. Mình không cần đặt password cho router khi nộp bài cho thầy. Phải không ạ? À? Bạn sau này mình sẽ có cái bài là cấu hình router từ xa, cấu hình router từ xa. Cho nên cái việc đặt password là tùy theo từng bài ha. Ví dụ ở đây cái bài Dynamics này thì chúng ta không cần đặt password cũng được, hoặc đặt password cũng được. Nhưng phía sau này chúng ta có bài cấu hình router từ xa là dùng Telnet á, thì chúng ta bắt buộc phải đặt password router thì chúng ta mới cấu hình được, chúng ta mới truy xuất được router đó từ xa nha. Em nhập 172.16.3.0 mà trong Sorin nó lại hiện ra 172.16.0.0, tức là khi các bạn gõ do Sorin đó thì ở trong này nó phải ra như thế này. Coi chừng bạn gõ sai cái thông số. Còn do show IP root thì bạn sẽ có một cái dòng là 172.16.0.0 là mạng tra của nó nè. Thì nó có ba cái subnet nè, 1.0, 2.0 và 3.0 nè. Được chưa? Đấy. Cái mạng tra của 7.2.16.1.0, 172.16.2.0, 172.16.3.0 là con của 172.16.0.0 nên nó sẽ ra cái chỗ này. Đó. Còn cái bảng của các bạn nó hiện là 172.16.0 là coi thường bạn gõ sai. Thì giờ bạn sẽ nô nó đi, bạn làm lại thứ thầy coi. Thầy xem có nó bạn no no router rip nếu bạn làm dùng rip, còn nếu no eigrp
Nè, để thầy mở cái file zip ra coi thử nó như thế nào. Sorin. Thầy quấn ra thì lúc này nó sẽ thêm một cái dòng network, nó sẽ nó là cái gọi là không chia subnet, nó không chia subnet thì nó sẽ ra cái này rip á, đối rip nó không có đưa, tức là nó không có đính kèm cái subnet thì nó sẽ lấy cái subnet cha của nó, có nghĩa là chỗ này nó là 172.16.0.0 cho 1.0, nó không lấy cái subnet con mà nó lấy cái cha luôn, tức là tất cả cái nguyên cái nét cha của nó luôn nha. Nhưng mà khi chúng ta show IP root thì các bạn sẽ thấy nó vẫn có là nó vẫn hiểu là ha, nó vẫn hiểu là 1.2.0 3.0 là con của thằng này, nhưng ở trong file cấu hình này nó chỉ ghi một dòng là cái cha thôi. Đó. Thì ở đây chúng ta có kỹ thuật chia subnet đó. Đấy. Còn đối với cái thằng OFF thì nó có kèm theo suất nước mắt. Và khi nó có kèm theo suất nước mắt thì sao? Thì nó phải cụ thể chi tiết. Còn đối với EIGRP và RIP là nó không có kèm theo suất nước mắt khi nó gửi bản cập nhật. Cho nên trong cái bản root này, trong cái file cấu hình này nó chỉ lưu cái bản cha thôi, lưu cái thằng cha thôi nha. 172.16.0.0 là cái network cha của cái network 172.16.1.0. Đấy. Rồi em làm bảng 8 chấm thì sao thầy đọc được? Tối nay giờ gỡ bỏ cài lại nha. Em lỡ cài password cho router thì em phải nốt trên cái sơ đồ password là gì? Để thầy biết. File trước em lỡ nộp phiên bản cao hơn rồi thì giờ làm sao? Đó đó, thì thầy phải nâng cấp cái bản lên 8 chấm mới được. Cái trường hợp của bạn Trường Đinh Công Trịnh Công Trường thì do giao thức RIP nha, giao thức RIP và giao thức EIGRP nó là giao thức LATFUL, nó không có gửi bản subnet mask đi, cho nên nó không xác định cụ thể cái subnet mask cho từng cái network, cho nên ở trong cái Sorin nó chỉ thấy được cái network cha của cái network đó thôi. Tại vì cái network 172.16.1.0 thầy đã chia subnet rồi và cái cha của nó là 172.16.0, cho nên trong cái Sorin bạn chỉ thấy được 172.16.0.0 thôi. Mà chúng ta muốn thấy cụ thể thì chúng ta show IP root, chúng ta sẽ thấy được cái cụ thể là nó là subnet nào nha, nó là subnet nào đấy, cho nên nó không sai nha. Nếu bạn gõ đúng thì nó ra là trong cái Sorin, trong Sorin đó thì các bạn sẽ thấy chỉ là cái subnet cha thôi, còn trong show IP root nó sẽ, chúng ta sẽ thấy được các subnet con của cái subnet cha đó. Còn đối với OFBS thì nó là một loại lossless. Nha, nó là một loại lossless thì khi nó gửi quảng bá đi nó sẽ gửi thêm subnet mask nữa, cho nên nó sẽ ghi chi tiết cái subnet mask ở trong cái Sorin cho chúng ta. Nha. Đó là cái lưu ý. Rồi các bạn cứ nốt password vào cái bài mà chúng ta chuẩn bị nộp đây nè, cái bài 3B đó. Thì nốt network vô, password vô đó thầy đọc cái bài cũ. Thì tối nay thầy phải cài lại cái bản 8 chấm để các bạn, thầy có thể đọc cho các bạn 8 chấm rồi.
Nay ta xin hiểu về cái nội dung là VirtualLAN, viết tắt là VLAN. Mục tiêu là sau khi hoàn thành nội dung thì bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ sau đây. Thứ là cấu hình một cái VLAN, hiểu về một VLAN và cấu hình một VLAN. Cấu hình cái VLAN Trunking Protocol, cấu định chuyển đổi một Trunking cho cái VLAN và xác minh kết nối VLAN. Đó là những nhiệm vụ mà các bạn sẽ làm và hoàn thành thành thạo nó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ hiểu thế nào là VLAN và ý nghĩa của nó trong quá trình làm mạng LAN như thế nào. Một cái VLAN là một nhóm logic các thiết bị mạng hoặc người sử dụng mà không bị giới hạn bởi một phân đoạn switch hoặc lý. Có nghĩa là gì? Như vậy kỹ thuật này là một kỹ thuật logic trên một thiết bị mạng, và thiết bị mạng ở đây là switch, trên thiết bị switch nha. Hoặc là người sử dụng trên cái hệ thống không bị giới hạn bởi phân đoạn switch hoặc lý. Có nghĩa là chúng ta có thể ngồi cách xa nhau, à chưa, cách xa nhau đấy hàng cây số, nhưng chúng ta vẫn chung trong một LAN, trong một mạng LAN, trong một mạng LAN, à chưa. Thì chỉ có kỹ thuật logic để chúng ta làm điều đó, gọi là VLAN. Một VLAN nó tạo ra một miền quảng bá duy nhất, hay nói đúng hơn, mỗi VLAN là một network. Để bạn hiểu, một network là một miền quảng bá, thì mỗi VLAN là một network, không bị giới hạn một phân đoạn vật lý và không được xem như là một subnet, và được xem như là một subnet. Đấy. Như vậy một VLAN là một subnet, một network. Và khi ta thiết lập VLAN là chúng ta thiết lập trên switch và bằng phần mềm của switch ta thiết lập. Ta xem ví dụ. Ở đây chúng ta có một cái tòa nhà có 3 tầng. Và nhân viên của 3 tầng này nó nằm rải rác ở 3 tầng chứ nó không tập trung vào từng tầng. Đây là đặc tính phân đoạn linh hoạt của VLAN. Về mặt vật lý thì mỗi tầng chúng ta đặt một cái switch và các bọt của switch đó được nối vào các máy PC trong trong tầng đó. Được chưa? Như vậy về mặt vật lý thì chúng ta hiểu rằng tất cả các máy trong cùng một switch nó là cùng network, đúng không? Đấy, nhưng mà chỉ ở đây chúng ta có 3 network, là network tầng 1, network tầng 2, network tầng 3. Nhưng khi chúng ta dùng kỹ thuật VLAN là kỹ thuật logic trên qua cái switch, trên các switch này, thì lúc này chúng ta không còn bị giới hạn về mặt vật lý nữa. Đấy. Có nghĩa là ví dụ cái anh nhân viên của phòng sale này, anh cắm vô cái tầng số, anh ở tầng số 3, chưa? Còn anh sale ở tầng 2 cắm vào tầng 2, anh sale tầng 1 cắm vào tầng 1, nhưng ba anh này sẽ thuộc về một network sale, mặc dù ngồi rải rác, không ngồi tập trung. Đó là gọi là phân đoạn linh hoạt và an ninh. Đấy, là chỗ này. Cho nên hiện nay kỹ thuật VLAN là một kỹ thuật được dùng nhiều nhất trong cái hệ thống mạng LAN của chúng ta, giúp chúng ta không phải đi dây nhiều. Được chưa? Ở đây nếu các bạn hình dung ha, nếu chúng ta làm vật lý mà ngồi riêng lẻ như thế này thì chúng ta phải kéo dây cho anh xuống ở tầng 3, anh số 2, tầng 2, tầng 1 chung một switch. Là đó. Được chưa? Chứ không phải kéo RAM từng tầng như thế này. Đấy. Nên kỹ thuật này rất là hay trong quá trình chúng ta phân đoạn cái mạng LAN của mình, phân chia cái mạng LAN của mình ra linh hoạt, quá trình linh hoạt, có nghĩa là không ngồi tập trung, có thể ngồi rải rác. Và an ninh, chúng ta có thể can thiệp vào mặt phần mềm để chúng ta bảo mật cái LAN đó. Và mỗi cái LAN là chúng ta có một network khác nhau, mỗi LAN có network khác nhau, một miền broadcast khác nhau, một miền broadcast khác nhau nha. Ví dụ cụ thể hơn, đó, chúng ta hình dung chúng ta có PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6. Và mỗi PC chúng ta có PC 1 là thuộc VLAN số 10 cùng VLAN với PC 4, là cùng network với PC 4 ha. VLAN 2, PC 2 là có VLAN 20 cùng VLAN số 20 bên kia.
Đấy. Và với lên 30 thì của PC3 với PC6 thì các bạn thấy về mặt vật lý giữa switch 1 với switch 2, switch 3 chúng ta có 1 giây. Đúng không? Nhưng mà chị làm sao để thằng PC1 có thể làm việc với PC4 mà không đụng tới PC5? Về mặt vật lý là chúng ta không thể. Được chưa? Nếu về mặt vật lý thì tất cả 6 PC này sẽ cùng chung một network. Nhưng về mặt luận lý, chúng ta dùng kỹ thuật VLAN, chúng ta sẽ chia nó thành nguyên tắc mỗi interface trên switch sẽ là một VLAN. Mỗi interface trên một switch sẽ là một VLAN. Vậy nguyên tắc là như thế. Vậy ở đây ví dụ thầy chia, được chưa? Ở cái interface 0-11 là thuộc về VLAN số 10. 0-18 thuộc VLAN 20, 0-6 thuộc VLAN số 30. Bên đây chúng thầy cũng định nghĩa 0-11 VLAN số 10 để thầy dễ nhớ. 0-18 VLAN số 20 để dễ nhớ. 0-6 VLAN số 30 để dễ nhớ. Đấy. Như vậy quá trình truyền dữ liệu của nó như thế nào? Đấy. Dựa vào cái số hiệu VLAN 10, cái số hiệu mà trong cái hình trước chúng ta có VLAN 10, 20, 30, đó là số hiệu của nó, thì tự động nó sẽ chuyển theo cái đường. Bạn thấy không? Ở đây có ba cái lá thư của ba màu. À, tương ứng từng màu nó sẽ nhảy vào cái VLAN của cái màu đó. Đấy. Một cách độc lập và không có sự broadcast trên toàn switch, mà nó chỉ broadcast trong cái VLAN ID của nó thôi. Đấy, đây là một kỹ thuật rất hay và được áp dụng nhiều hiện nay. Mỗi VLAN giống như một cái cầu riêng biệt kết nối giữa các VLAN với nhau thông qua số hiệu ha. Mỗi cổng trên switch được gắn cho một số hiệu VLAN và mặc định tất cả các cổng trên switch là VLAN số 1. Cho nên khi chúng ta mua switch về chúng ta cắm vô thì tất cả nó đều chung một VLAN số 1. Mà chung VLAN thì chung network là như vậy. Và bây giờ chúng ta dùng cái kỹ thuật này, chúng ta sẽ tách ra những cái interface nào, những cái bọt nào là cái VLAN nào thì chúng ta đặt lại cái ID cho nó. Đó, ta can thiệp cho đặt lại ID cho nó thì nó thành một cái switch. Được chưa? Switch ảo trong switch thật. Ví dụ một switch 24 bọt. Được không? Thì chúng ta có thể tạo ra 24 cái switch ảo. Mỗi switch ảo là một bọt. Nằm trong switch thật là 24 bọt. Hình dung ha? Đấy. VLAN có thể có chiều dài qua nhiều thiết bị chuyển mạch, có thể qua nhiều switch. À, có thể cấu hình qua nhiều switch thì nó đều hiểu cái VLAN đó. Để chuyển các VLAN qua giữa các switch với nhau thì người ta dùng một cái kỹ thuật gọi là trinh. Kỹ thuật này cho phép mang lưu lượng truy cập nhiều VLAN và nó sử dụng để đóng gói, đặc biệt nó phân giữa các VLAN khác nhau, là nó mỗi cái VLAN nó có số hiệu ID để nó phân biệt và đi chung trên con đường vật lý đó, và con đường đó mình cấu hình với chức năng là trinh nha. Về lợi ích của VLAN thì nó bảo mật nè, giảm chi phí nè, hiệu suất cao nè, giảm broadcast, nâng cao chất lượng hiệu quả của nhân viên công nghệ thông tin, đơn giản và ứng dụng trong việc quản lý dự án. Đó là những lợi ích nha. Về số hiệu ID của VLAN thì người ta cấu hình, ta sẽ gắn một số hiệu, thì có hai cái dãy số hiệu, đó là số hiệu bình thường là từ 1 đến 1005, số hiệu mở rộng là 1006 đến 4096. Mỗi dãy có đặc điểm riêng, thì chúng ta tìm hiểu dãy thứ nhất là 1005, từ 1 đến 1005. Dãy này được sử dụng trong mạng lưới kinh doanh và các doanh nghiệp nhỏ và vừa có số lượng VLAN dưới 1000. Thì trong đó 1002 đến 1105 là dùng riêng cho token RIN và FDD VLAN, cho nên các số này chúng ta không sử dụng, là chúng ta gán VLAN số 1 và các VLAN vừa nói nó được gán tự động và không thể gỡ bỏ, nó có sẵn ở trong switch rồi, không thể gỡ bỏ ha. Cấu hình VLAN được lưu trữ trong một tập tin tên là VLAN.JAX nằm trên bộ nhớ LAT của switch. Đấy. Vậy khi chúng ta xóa cái tập tin chấm dát này thì nó sẽ xóa rỗng hết những gì cấu hình VLAN trong đó.
VLAN Trunking giúp quản lý cấu hình giữa các switch và chỉ có thể học VLAN ở mức bình thường. À, lưu trữ chúng trong tập tin cơ sở dữ liệu của VLAN. Như vậy thì VLAN Trunking là nó không lưu trong chấm dát, nó lưu trong tập tin cơ sở dữ liệu. À. Còn cái nhóm thứ hai là nhóm từ 1006 đến 4096 thì cho phép cung cấp mở rộng với số lượng khách hàng lớn hơn, số VLAN lớn hơn, doanh nghiệp lớn hơn, chưa? Hỗ trợ tính năng VLAN ít hơn vùng bình thường. À, tính năng của nó là VLAN Data, VLAN Voice, v.v. Rồi được ưu tiên lưu trong tập tin hoạt động, là lưu trong cái running config và start config, không phải không lưu trong tập tin chấm dát. Đấy. Và VTV không được dùng trong cái VLAN mở rộng này. Như vậy chúng ta kỹ thuật VTB chúng ta sử dụng trong kỹ thuật VLAN bình thường. Cho nên trong cái phạm vi khóa học của mình thì mình sẽ tập trung vào cái VLAN bình thường để dành cho mạng LAN có số lượng VLAN ít, VLAN nhỏ và vừa, ra 1000 VLAN. Có hai phương thức thực hiện VLAN. Thứ nhất là phương thức tĩnh, nó gọi là Port Space, tức là các cổng trên switch được gắn cho một cái ID VLAN cụ thể, gắn cho một cái ID VLAN cụ thể. Còn động lại được tạo ra bằng cách sử dụng một cái máy quản lý cái địa chỉ MAC cho các cái interface và chúng ta cấp cái ID cho các cái địa chỉ MAC đó nha. Thì cái này nó gọi là cấp động. Các loại VLAN thì chúng ta có Data VLAN là dùng để chuyển dữ liệu. Default VLAN là VLAN mặc định. NetC VLAN là VLAN cấu hình. Manager VLAN là VLAN quản lý. Và Voice VLAN là VLAN dùng trong vấn đề điều khiển Voice IP. À. Đây là giải thích cho Data VLAN là gì. Truyền dữ liệu gọi là một user VLAN. VLAN mặc định default VLAN là một cho tất cả bất kỳ các VLAN nào, ngoại trừ bạn không thể đổi tên nó thôi, không thể xóa nó. VLAN Trunking là nó sử dụng cái VLAN số 1 để nó truyền thông tin điều khiển từ switch này đến switch kia, từ switch đến router. Từ switch 1, S1 đến S2, S1, S3 thì là Trunking. Từ S1 lên R1 là Trunking nha. Native VLAN là một cổng 802.1 view trên để hỗ trợ lưu truy cập đến VLAN. À, cũng như lưu trữ truy cập mà không đến từ một VLAN nào khác. Thì người ta sử dụng cái cổng NATI, là dùng cái cổng của giao thức 802.1 QoE để chúng ta dùng để trao đổi thông tin giữa các VLAN. Người ta sẽ sử dụng một VLAN khác gọi là VLAN 99 để người ta dùng NATI cho cái cổng 802.1 QoE này. Ở cái đường 802.1 kêu có hình cái đường này, ta định nghĩa cái này gọi là các NATI, tức là các đường trinh đó, là các NATI VLAN. Đây là cấu hình cái đường trinh cho NATI VLAN 1. Thì chúng ta sẽ gõ vào lệnh là config terminal interface, truy cập vào cái interface mà chúng ta dùng làm đường trinh và switch bot mode trên end kết thúc, hoặc là exit cũng được nha. Còn nếu ta dùng cho native VLAN 99 thì chúng ta gõ thêm cái lệnh là switch bot trên native VLAN 99 đã, thì nó sẽ tạo được cái VLAN 99 trên 99 và nó sẽ chuyển cái đường trên lên đi đó. Còn nếu chúng ta không có lệnh đó thì nó sẽ chuyển lên VLAN số 1 nha. VLAN 50 là VLAN Voice chứ hả? Thì đây chúng ta cấu hình, ta show một cấu hình của VLAN Voice mà nó đã thực thi. Dùng cái mã hóa dot 1 queue, tức là 802.1 queue
Volume Asset là volume 50. Manager Volume là một volume bất kỳ nào đó mà bạn cấu hình để truy cập vào để quản lý một cái switch, quản lý cái switch. Đấy, chúng ta truy cập switch đó từ xa thì chúng ta tạo ra một cái volume mà chỉ có quản lý mới biết được, chỉ có người quản trị mạng mới biết được cái tên volume đó, để chúng ta khi ta cần chúng ta dùng volume đó, chúng ta truy cập quản lý cái switch, cấu hình thêm cái switch đó. Đấy, ví dụ sử dụng volume 99 luôn để truy cập static volume. Đây là cấu hình tĩnh nha. Bằng cách cấu hình tĩnh là ở tại cái switch này chúng ta sẽ thực hiện lệnh config terminal và chúng ta truy cập interface F0-18 và chúng ta gõ lệnh switch bot access. Đây là chúng ta truy cập vào data VLAN, cho phép nó data VLAN và switch bot access VLAN số hiệu bao nhiêu, số hiệu VLAN bao nhiêu. Ví dụ cho con này là VLAN 30, 20 thì nó sẽ nhận được dữ liệu của 20 thôi, nó không nhận dữ liệu của thằng khác. Đó là chúng ta cấu hình cho một cái, gán một cái bọt nào đó cho một số hiệu VLAN nào đó. Còn đây là Dynamic, dùng một cái máy server tạo ra các cái địa chỉ MAC và ứng với VLAN ID cho nó, thì lúc này nó sẽ cấp xuống đây và nó thấy cái địa chỉ MAC đó thì nó sẽ thấy được địa chỉ MAC của con PC này, thì chúng ta nó sẽ là cái VLAN đó nha. Thì với cách này chúng ta phải tốn tiền mua con server. Đây là void VLAN thì chúng ta sẽ có viết một VLAN void. Thì cái phần này chúng ta không dùng tới void ha. Trong cái phạm vi khóa học này chúng ta không đụng tới void mà chúng ta chỉ đụng tới data với string thôi ha. Thì thầy cũng đưa cung cấp cho ta những cái lệnh void để chúng ta biết khi nào ta cần. Network mà không có VLAN thì chúng ta xem cái broadcast của nó. Đấy, bạn thấy khi broadcast từ PC1 nó sẽ gửi lên tất cả nha. Thì ở đây các bạn thấy nó cùng chung một network ha, nó cùng chung một network 40. Đấy, 21, 22, 23, 24, 25. Chỗ này là 26. Nhầm, chỗ này phải 26. Được chưa? 40.26 là nguyên này là broadcast không. Đấy, bây giờ có VLAN thì bạn sẽ thấy ở đây là một network 10.21, đây là network 20.22, network 10.24 và 20.25. Được chưa? Như vậy thì 20.25 với 20.22 là chung network, 10.24 với 10.21 là network. Thì bạn sẽ xem. Đấy. Như vậy thì khi thầy gửi broadcast từ VLAN số 10 PC1 thì nó chạy trên switch 1, switch 2 và nó đi đến cái PC số 4, số 3. Đúng không? Chứ nó không có cái broadcast đó, nó không nhảy qua VLAN 20 là con PC2 và PC5 nó không nhận được cái broadcast này. Đó là cái điểm hay của network có VLAN. Đấy, giờ con VLAN 2 nó gửi. Đấy. Chưa? Độc lập ngay nhau, nó tạo một cái vùng broadcast riêng mà. Trunking đã tạo cái đường hầm giữa các switch với nhau và nó gửi thông tin tất cả cái số hiệu của nó qua switch này, qua cái đường hầm này. Thì cái đường nối giữa hai switch này là phải cấu hình là VLAN trunking ha. Thì chúng ta không có trunking thì chúng ta sẽ nối VLAN 1, ta kéo một sợi dây từ switch này qua switch kia, VLAN 2 kéo một sợi dây từ switch này sang switch kia. Được chưa? Còn nếu trunking thì chỗ này chúng ta chỉ còn kéo một sợi dây, giữa hai switch kéo một sợi dây thì nó sẽ đi khi ta dùng kỹ thuật trunk và cho cái sợi dây này. Hoạt động của trunking, hai thằng cùng gửi broadcast. Đã bắt đầu nó đánh số, nó đánh tab VLAN 10 và VLAN 30. Sau nó gửi qua switch 1 và switch 3. Đấy, tại switch 1, switch 3 nó sẽ tách ra. Đấy. Switch ra và nó đưa
đưa đến đúng cái VLAN mà nó cần. Đó là hoạt động của Trunking. Và cấu hình VLAN và Trunking như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo số hiệu VLAN bằng cái lệnh là VLAN cách trống. VLAN ID là số hiệu bao nhiêu đi từ 1 cho đến 1005 trừ các số là 1 với 102, 103, 1002, 1003, 1004, 1005 ra. Còn lại những số còn lại chúng ta tạo được. Rồi xuống hàng chúng ta có name, VLAN name. Định nghĩa cái name đó là gì để ta biết và kết thúc. Cứ làm như thế chúng ta tạo được cái số hiệu. Là bước số 1, tạo số hiệu ha. Đấy, tạo số hiệu. Được chưa? Bước số 2 là gắn bọt cho số hiệu đó. Cái PC đó nối vào cái bọt nào. Và PC đó chúng ta đang định nghĩa nó là VLAN số bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ gắn vô cái bọt của nó. Bằng cách là truy cập vào cái interface. Sau đó chúng ta dùng hai lệnh switch port mode SS và switch port SS VLAN. Alo. Nhận hàng hả? Ok, dạ dạ. Các bạn chờ thầy xíu nha. Rồi chúng ta bắt đầu tiếp nha. Như vậy khi chúng ta gắn cái số hiệu đó vào cái cổng này nha, thì chúng ta dùng các lệnh là switch port mode access và switch port access VLAN 20 nha. Sau đó chúng ta dùng cái lệnh là show VLAN bridge. Ta xem lại những cái gì chúng ta tạo. Và chúng ta có số hiệu là VLAN 20. Tên là Sheldon và nó đang trạng thái là active hoạt động và nó được gắn vào cho cái bọt là 0.18. Như vậy thì ví dụ như mình nhìn ở đây mình thấy 0.18 mà cái dây vật lý của mình nó không cắm vô 0.18 mà cứ cắm vào 0.19 là coi như nó không đúng nha. Chúng ta coi cụ thể cái VLAN đó, show VLAN name sheldon thì nó hiện ra những thông tin nha. Rồi show VLAN summary, ta coi thứ có bao nhiêu VLAN được tồn tại. Đấy, những cái lệnh cung cấp cho bạn các lệnh show interface F018 switch port là ta coi những thông số chi tiết, coi thứ nó ở chế độ nào. Đấy, chế độ access VLAN 20, Trunking VLAN 1, Default nha. Đó. Remove nó đi. À. Thì sau khi mà mình remove, mình không xài cái F01 thì nhảy lên danh sách trên đây. Nó quay về chung với VLAN số 1. Chung cái này làm xuống đất. Ta gọi nó xuống thì nó xuống, còn ta bỏ. Ta gỡ bỏ nó đi. Thì mua bọt thì ta bỏ nó đi nha. Đấy, thì no này. Ta dùng lệnh no switch bọt access VLAN 20 vô cái interface đó, ta no thì nó sẽ bỏ cái VLAN đó ra khỏi cái interface đó, tức là không gán thì nó sẽ nhảy lên nha, nó nhảy lên đây nó nằm. Đấy, còn khi ta gán thì nó nhảy xuống cái hàng của nó nằm nha. Rồi nếu bỏ luôn cái số hiệu VLAN thì là no VLAN, cái số hiệu đó no VLAN ha. Bỏ số hiệu 20, no VLAN 20. Đã. Là những cái lệnh show last thì chúng ta xem được cái file chấm dát VLAN chấm dát. Còn xóa VLAN thì chúng ta đã delete last 2 chấm VLAN chấm dát thì nó xóa cấu hình VLAN, xóa các số hiệu VLAN, xóa những thông tin lưu VLAN trong cái file chấm dát này. Để chúng ta làm lại từ đầu á, thì chúng ta sử dụng xóa. Cấu hình trên kinh. Cấu hình trên kênh nha, thì chúng ta truy cập interface switch port mode trên switch port trên native VLAN bao nhiêu đó nha. Rồi switch port trên on low VLAN đó, thì chúng ta add VLAN vô VLAN bao nhiêu, VLAN on là tất cả nha. Còn chúng ta cho VLAN 10 20 30 thôi thì chúng ta đánh cho phẩy vô, lít phẩy 10 phẩy 20 phẩy 30 nha.
và cấu hình trên kinh. Đấy, thì cấu hình trên kinh chúng ta dùng khi nào? Cấu hình trên kinh khi chúng ta dùng cho switch với switch. Nha, switch với switch. Còn switch với PC là luôn luôn là access. Có nghĩa là cái cổng mà nối với PC á, là chúng ta sẽ cấu hình access, switch board mode access. Còn cái cổng mà nối với switch kia, mà nếu chúng ta muốn chuyển hết toàn bộ các VLAN bên này, được chưa, qua cho switch kia, thì chúng ta sẽ dùng tới trên kinh. Đó. Ví dụ sơ đồ này chúng ta có ba cái switch này, nó chứa ba cái VLAN, mà chúng ta muốn chuyển ba cái VLAN này qua cho switch số 1, thì bắt buộc hai cái interface của hai switch này nó phải ở chế độ trên thì nó mới đi được. Còn nếu như ba cái PC này mà có một cái VLAN thôi, nha, thì chỗ này chúng ta có thể cấu hình access cho nó, tức là chuyển một VLAN đó. Có nghĩa là trong cái sơ đồ mạng của mình có những cái switch mà nó tất cả các board là cùng một VLAN, thì chỗ đó mình có thể đặt là access. Còn nếu nó chuyển nhiều VLAN thì chúng ta bắt buộc phải dùng trunkin. Hình dung ha. Như vậy thì khi nào chúng ta cấu hình trunkin là khi chúng ta muốn chuyển nhiều VLAN trên cái đường đó, thì cái đường đó chúng ta sẽ cấu hình trunkin. Còn khi nào ta dùng access là khi chúng ta chỉ vận chuyển một VLAN trên con đường đó thì ta dùng access. Thì tới PC, nói tới PC là phải access PC 1, PC 2, PC 3 nối switch, thì cái đường này là access hết. Còn cái đường từ chấm chấm gạch gạch này là đường trunkin nha. Đã, chúng ta cấu hình tại vị trí trunkin này. Đã, switch board mode trên, switch board trên Navity VLAN 99, rồi là switch board trên on low VLAN on cho phép tất cả. Dưới này cũng vậy. Đã, trên cái cổng, hai cổng ha. Thì nó sẽ dùng VLAN 99 để nó làm Navity VLAN. Và chúng ta nhớ nó phải giống hai, nếu ta bỏ cái dòng lệnh này đi thì nó lấy cái VLAN số 1. Thì thường thầy không dùng Navity 99 thì thầy dùng số 1 luôn ha. Các bước tạo VLAN. VLAN. Nếu switch laser 3 thì các bạn thêm cái dòng lệnh này cho thầy là switch board trên encap solution dot 1q nha. Còn switch laser 2 thì chúng ta không cần cái lệnh này. Đã. Cho nên cái sơ đồ số 1 nãy thầy kêu bạn vẽ là laser 2 thì chúng ta không cần cái lệnh này. Rồi bây giờ chúng ta làm thử nha. Vậy ở VLAN này, đấy, ví dụ giờ trong cái switch này chúng ta có ba VLAN, thầy định nghĩa VLAN số 10 nằm đây, VLAN số 10 cũng nằm đây, VLAN 30 nằm đây, VLAN 30 nằm đây, 20 nằm đây, 20 nằm đây làm chung nha. Và giờ mình sẽ cấu hình nó, cấu hình nó ở máy này, mình sẽ cấu hình. Thì đầu tiên mình sẽ xóa cái cấu hình hiện tại nếu có. Thầy chưa có đặt password gì ha. Config t. Đấy, và exit, thầy sẽ delete last vlan.jat. Được chưa? Enter. Đấy. Không có thư mục class. Show class. Thằng này nó không có VLAN chấm dứt. Nó chưa có VLAN chấm dứt, đúng không? Giờ mình show VLAN rest. Là chưa có VLAN nào hết. Đó, chưa có VLAN nào hết. Đó, bây giờ thầy tạo VLAN ha. Vô chế độ config. Và lúc này chúng ta có VLAN 10. Name. Ví dụ như là công nghệ thông tin.
Đấy chưa? Exit VLAN 20 name CKM exit VLAN 30 name CKD exit. Đấy, tạo số hiệu, bước thứ nhất là tạo số hiệu VLAN. Được chưa? Rồi bước thứ hai là vào cái interface. Được chưa? FA0-1 thì 0-1 này nó sẽ là VLAN số 10. Đó. Thì chúng ta sẽ có switch port mode SS. Switch port Headset VLAN 10. Được chưa? Và bạn gõ thêm cái lệnh là Spin Entry, Spin Entry Bot Fast. Đó, để tăng khả năng hội tụ. Đó, tăng khả năng hội tụ. Hội tụ. Được chưa? Exit là thoát. Tương tự như vậy chúng ta có Interface F0-2 switchboard mode SS switchboard SS VLAN 20, đúng không? VLAN 20. Đấy. Rồi spin entry board fast. Yeah. Đấy, là chúng ta gán cái VLAN 20 cho cái interface FA0-2. Exit. Yeah. Do right. Thì trong cái bảng switch này chúng ta cũng hot name gì đó. Yeah. Cũng giống như router cấu hình cơ bản. Hot name. Yeah. Switch 1. Đấy. Chúng ta cũng enable password giống như trang ha. Enable series. À, 1, 2, 3. Đã đặt password giống thao tác cơ bản của thằng router, chỉ khác là chúng ta không đặt IP cho các interface thôi. Có vấn đề là đặt hostname và đặt password thôi là xong. Cấu hình cơ bản của switch, sau đó chúng ta đi cấu hình VLAN. Đấy nha. Rồi do right. Đó là con switch thứ nhất. Đấy, con switch thứ hai. Oh, con switch thứ hai enable config và chúng ta cũng sẽ làm VLAN 10 name công nghệ thông tin exit VLAN 20 name CKM exit VLAN 30 name CKD exit. Được chưa? Sau đó gán interface. À, thì ở đây các bạn thấy là các interface này nó là đường gì? Nó là đường trên, đúng không? Nó là đường trên kinh. Nó là đường trên kinh, bởi vì nó sẽ vận chuyển các VLAN qua phía kia. Thì lúc này ta sẽ có interface 0-23, 0-24 gì đây. À, thầy coi nó trước là nó cái gì đã. Nó nằm chen chúc nhau. Đây là 0-24. Đây là 0-23. Kia là Giga. À, Giga 0-2. Đấy nha. Giga 0-2. 0-2. Đấy nha. Switch board mode trên. Đấy, switch board mode trên nha. Switch board trên on load VLAN on
sorry. VLAN on là cho phép tất cả VLAN đi qua cái đường đó. Exit. Yeah, tương tự chúng ta có interface là từ 0.23 đến 0.24 nó liên tục châu, thì chúng ta có thể dùng range interface range FA 0.23 24. Được chưa? Switch board tức là cấu hình chung thông số cho hai cái board này. Mod trên thay vì chúng ta làm từng cái thì chúng ta làm chung nha. Switch board trên onload allow VLAN on exit. Đó, chúng ta cấu hình đường trên xong. Do right. Thì ở đây chúng ta quay lại con switch 1, chúng ta sẽ cấu hình cái con ghi ra 01 này đường trên luôn. Interface ghi 0.1 và switch board mod trên dư chữ n switch board trên allow VLAN on đấy exit do right. Làm xong nhớ do right lại. Rồi, qua con width số 3 này, chúng ta làm tương tự. Enable config. Đấy à, và chúng ta đặt hostname đi cho dễ nhận biết. Hostname của switch này là switch 2 đi. Width 1, width 2, width trên width trung tâm để ta tiêu đặt. À, VLAN 10, name công nghệ em tin exit VLAN 20 name ckm exit VLAN 30 name ckd. Thấy không? Giờ đầu ta đặt interface. Như vậy thì ở đây chúng ta có ba cái interface, thì có hai cái interface là của chế độ access. Chế độ access là chế độ nối với PC, là chế độ access. Còn chế độ trên là chế độ nối với switch trên này. Thì chúng ta sẽ có là ghi 0.1 switch board. Switch board mod trên switch board trên allow VLAN on cho phép hết exit. Rồi ta vào interface FA0.1 interface thiếu chữ R switch board mod asset chế độ asset switch board asset VLAN ở đây là VLAN 10 được chưa. Spending tree board fast đấy exit được chưa. Tương tự chúng ta có interface VLAN interface FA0.2 ở đây thầy đổi lại là VLAN 20 nha, để thầy test thôi. Ta không còn thời gian để ta test cái kia. 20 thì thầy sẽ switch board. Switch board mod asset switch board asset VLAN 20 để nó cùng 20 kia đó thầy test cái đó, thầy pin với nhau ha. Đấy, spending tree board fast exit
rồi đun rai đấy. Thì bây giờ thầy sẽ test nè, tức là thầy lấy máy PC10 này, thầy đặt IP được chưa, 192.168.10.1 25.25.25.0 được chưa. Rồi qua PC10 bên này chúng ta sẽ đặt network chung với thằng bên kia là 192.168.10.2 25.25.25, đúng không? Đấy. Rồi VLAN số 2, VLAN 20 thì chúng ta đặt IP là network của nó là 192.168.20.1, subnet mask là 25.25.25. Và VLAN 20 ở đây thì chúng ta sẽ đặt là 192.168.20.2. Đấy. Được chưa? Thì sửa đây là thành là 20 luôn ha. Đấy. Như vậy thì ở đây các bạn thấy rằng khi các máy vật lý cắm chung switch, thì hôm trước chúng ta chưa có học kỹ thuật này, thì nó sẽ là chung một network. Thì khi chúng ta gõ hai cái network khác nhau vậy nó sẽ báo lỗi. Nhưng giờ chúng ta có kỹ thuật VLAN thì chúng ta gõ hai cái network khác nhau nó sẽ không báo lỗi nữa. Ở đây chúng ta đang định nghĩa nó là network 20, đây định nghĩa network 10. Bây giờ chúng ta có thể pin từ network 10 sang network 10 bên này. Pin 192.168.10.1.2 nó đi bình thường, được chưa? Đấy. Nhưng chúng ta pin qua 10.20.2 là không được nha, 20.2 là không được. Đấy. Bởi vì chúng ta chưa có định tuyến. Các network khác nhau chưa định tuyến, được chưa? Đấy. Và ta đứng 10.1 này, ta pin qua 10.2 20. Pin 192.168.20.2 đứng ở 20.1, pin qua 20.2 là ok. Tức là các network nó đã độc lập với nhau. Network độc lập với nhau nha. Ngồi chung với nhau. Đấy. Công nghệ thông tin ngồi chung với cơ khí máy chung một phòng. Bên này công nghệ thông tin ngồi chung cơ khí máy trong phòng. Sự linh hoạt. Đấy. Lần sau chúng ta muốn dồn công nghệ thông tin vô trong một switch này thì chúng ta chỉ đổi cái board interface chỗ này. Ta đổi sang là switch board SS VLAN số 10 là xong. Về mặt logic cho chúng ta không đổi về mặt vật lý. Đấy. Đó là cái phần về VLAN cơ bản ban đầu. À, được chưa? Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với các cái VLAN cao cấp hơn. Kỹ thuật VLAN cao cấp hơn. Đó. Được chưa? Như vậy thì cái phần trình bày buổi lý thuyết hôm nay về Dynamic Route và VLAN cơ bản là của thầy đã xong. Các bạn có thắc mắc còn chưa hiểu phần nào thầy vừa nói thì chúng ta